Hi, xin chào các bạn. Giờ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ cái chú rùa xong người ta đã chết rồi nghe. Để lấy cái mai thôi. Chứ biết làm sao bây giờ. Sau mấy ngày thì thịt nó đã bắt đầu sình ra. Giờ mình đã cưa được một bên rồi. Bây giờ sẽ tiếp tục cưa còn lại. Mình sẽ tách cái phần này lấy thịt. Bỏ rồi còn giữ lại cái mai nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục cưa. Lát nữa sẽ quay tiếp cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta đã cố gắng ngồi cưa hai bên cái mai của chú rùa này nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tắt. Đây thì đang có một mùi hôi cực kỳ là hôi luôn. Cố gắng làm thôi chứ biết sao giờ. Xác nó bắt đầu sình rồi. Đây. Mình sẽ tắt ra. Thì cưa hai bên mai. Đấy. Mình sẽ cùng khám phá ở bên trong một chú rùa sẽ có cái gì nha. Giờ chúng ta phải tiếp tục cưa ngoài cưa này. Sẽ cưa tiếp cái chân tay của nó luôn. Cái nước này phải tự làm thôi. Cực kỳ nồng như các bạn. Cơ bản là trong lòng cái chú rùa nó đã bắt đầu phân hủy rồi. Đấy. Là không chỉ có cưa cái mai, chúng ta phải cưa luôn cả cái thịt của nó đây. Chùa cũng vô cùng dai các bạn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng ta trải nghiệm xem mổ một cái rùa trong này có gì. Mình phải xịt cho nó bớt hôi đi. Cái mùi hôi trong này rất là hôi. Mình ngồi đây ngồi làm cho mình chết muốn thử luôn. Bên trong một chú rùa thì có những phần như vậy.
Rùa nó có cấu tạo đặc biệt của nó là cái bộ xương phổi của nó là cái bên ngoài. Các bạn nhỏ này đi ạ. Đây con này là phần cứt của nó. Hai nhân này sẽ có phần này. Các bạn thấy rõ này. Tiêm dầu đầy đủ hết. Bây giờ tiếp theo chúng ta là cái lạng. Ta lấy cho được phần thịt này ra. Lấy phần xương của nó thôi. Để giữ làm tiêu bản. Thử nghiệm cái mai của nó. Mai của bé thì cực kỳ là có giá trị nha. Cái phôi trắng trắng này thì có phải là ugat không nhỉ? Cái cơ này là tại cái đoạn đi cắt cái cục cưa. Cưa rồi lóc cái sạch nó ra thôi. Cái lạng nha. Cưa thì còn nấu qua phần này luôn. Nó là hôi kinh khủng, chịu không nổi nữa. Nó xỉu luôn. Mà nhớ một điều là mùa lạnh thì mùa nào cũng có rủi ro nha. Mình có chủ quan như mình mùa lạnh mà cho nó ngủ ngoài sân, lạnh lạnh cái kết giống vậy đó, nặng lắm. Ngồi bây giờ xử lý cái xác này, cái đuối này. Mất gần 10 phút khi làm xong. Đây là dài quá. Thank you.
nó chạy rất nhiều, vô cùng bén, cái vô cùng dai.